Ok, xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khai từ con số 8. Thì sau vào giữa tuần mình sẽ cho ra một video để mà có thể gửi đến cho anh em những cái tin tức đang diễn biến trong tuần qua để mà anh em có thể nắm rõ một cách dễ hiểu nhất và nó tổng quan nhất nha. Rồi, mình sẽ tiến ngay vào video ngày hôm nay thôi. Thì cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ cho anh em là một cái tín hiệu khác rất là tích cực đó từ Bitcoin. Thì như chúng ta đã biết là trong tuần vừa qua đó thì Bitcoin đã có lúc mà đã thực sự là chạm ngưỡng gần như là khoảng là gần 48.000 đô đúng không? Thì đây là một cái mức cao nhất kể từ năm 2022 anh em, tức là cái mức cao nhất năm 2022 thôi. Nhưng mà đây vẫn là một cái mức sụt giảm kể từ cái mức ETH 69.000 đô của chúng ta thiết lập vào tầm khoảng tháng 11 năm 2021 đó. Nhưng mà đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng rồi. Khi mà sau bao cái khoảng thời gian mà Bitcoin nó cứ lục lọng như vậy á, thì bây giờ nó đã phục hồi lên tầm khoảng là 48.000 đô ha. Rồi, vậy thì một cái tín hiệu mà tích cực của Bitcoin trở lại như thế này á, thì chúng ta đã có một cái sự hỗ trợ khác, đó là đến từ đâu? Thì thứ nhất á, đó là trong tuần này chúng ta cũng ghi nhận được là cái dòng vốn từ những cái tổ chức đó họ đã bắt đầu họ quay trở lại rồi. Và cái dòng vốn này á, nó quay trở lại thì nó cao nhất trong 3 tháng luôn, thì tức là cao nhất trong năm 2022 luôn anh em. Tại vì anh em biết á, là kể từ đầu khoảng tháng 1 năm 2022, tháng 12 năm 2021 đó, thì dường như là cái dòng vốn của những cái tổ chức đầu tư là họ chỉ rút ra thôi. Tức là ở đây mình tạm gọi là chính là cái dòng vốn thoái lui anh em. Tức là sau khi mà họ nhận thấy rằng là thị trường của chúng ta nó bắt đầu nó dập dìu rồi, nó bắt đầu nó không có còn ngon nữa rồi, họ bắt đầu họ rút tiền ra rất là nhiều. Và cứ hàng tuần là họ cứ cầm cái dòng tiền đầu tư của họ đó, họ rút ra các sản phẩm về tiền mã hóa và chủ yếu là về Bitcoin. Thì cái điều này đó, là nó ảnh hưởng như thế nào thì mình cho rằng đó là cái điều này nó ảnh hưởng rất là, nó khá là nghiêm trọng nha anh em. Tại vì anh em biết á, tầm khoảng tháng 10 và tháng 11 năm 2021 đó, thì tại sao Bitcoin của chúng ta nó lại tăng lên mức 69.000 đô như vậy? Thì cái động lực rất là to lớn đằng sau hoàn toàn không phải là do những nhà đầu tư bán lẻ anh em hãy nhớ cái điều đó nha. Thực sự cái động lực mà giúp cái Bitcoin tiến lên 69.000 đô là hoàn toàn không phải do nhà đầu tư bán lẻ mà đến hầu hết từ các tổ chức. Tại vì á, ở đây mình có đề cập sẵn cho anh em là tại vì vào những cái thời điểm đó anh em, là vào tháng 10 năm 2021 đó, thì chỉ riêng trong tháng 10 thôi là những cái ông lớn tổ chức này đó, ông đã mua đến khoảng 2 tỷ Bitcoin anh em. Và ông đã đẩy cái tổng lượng mà đầu tư trong năm 2021 riêng về các nhà đầu tư tổ chức nha, chứ không phải là nhà đầu tư bán lẻ nha, về những cái sản phẩm tiền mã hóa nó lên tới 9 tỷ cơ anh em. Đó là một cái con số rất là lớn. Tức là sao? Tức là khi mà có một cái sự tác động mạnh mẽ của những cái người chơi tổ chức đó, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có một cái điều kiện thuận lợi để mà họ có thể tăng trưởng hơn đó. Chứ còn mà những người chơi nhỏ lẻ như chúng ta thì nó vẫn có tác động đó. Nhưng mà anh em hãy nhớ một điều rằng cho mình là vào tháng 10 và tháng 11 khi Bitcoin boom lên 69.000 đô, đó hoàn toàn là do tổ chức cả. Và nó còn đến cả sự kiện Bitcoin ETF, nó cũng là một cái sự kiện mà liên quan tới vấn đề những nhà tổ chức đầu tư nữa đó. Vì vậy ngay khi mà vào tháng 12 đó, các nhà đầu tư tổ chức họ thoái lui cái dòng tiền họ ra, họ không còn quá là mặn mà đối với cái thị trường này nữa, thì anh em cũng đã thấy một cái hệ lụy nó đã đến ngay tại thời điểm đó như thế nào đúng không? Bitcoin nó cứ dập dìu như vậy. Nhưng mà bây giờ đó là câu chuyện của quá khứ rồi, bây giờ chúng ta hãy xét cái tình trạng hiện tại đi. Thì đúng, ok, bây giờ trong tuần này Bitcoin đã leo lên cái mức cao nhất trong năm 2022, và đột nhiên một cái tín hiệu tốt khác, mấy ông lớn lại cảm thấy ok, dường như thị trường đã quay trở lại rồi, đã dần bắt đầu hình thành những cái tín hiệu, những cái động lực nhất định rồi, nên mấy ông đã bắt đầu đổ tiền trở lại anh em đó. Và trong tuần rồi mấy ông đổ bao nhiêu? Trong tuần rồi mấy ông đổ đến 193.000 đô vào các sản phẩm của tiền mã hóa và chủ yếu đến từ Bitcoin ha. Và thường thường anh em sẽ thấy rằng là nếu mà mấy ông lớn này nó không toàn chơi những cái đồng như là Bitcoin, ETH và những cái đồng lớn thôi, chứ mấy ông không như anh em chúng ta là chúng ta hay kiếm những con game đúng không, mà anh em hay gọi là những con shitcoin đó, hoặc những con altcoin mà nó không ai biết đó. Nhưng mà riêng về mấy ông này thì mấy ông chỉ xoay quanh những cái đồng như là Bitcoin, ETH rồi thôi anh em. Nhưng mà cái trật tự trong tuần này thì nó lại cho chúng ta một cái dấu hiệu khác để mà cho anh em có thể thêm nhiều lựa chọn khác nữa. Tức là cái trật tự thường thường nó sẽ là Bitcoin trước và ETH sau đúng không? Nhưng mà sau khi mà cái đợt dòng vốn chảy vào bất ngờ hiện tại, nó đánh dấu một cái tín hiệu là ok, những cái tổ chức họ đã bắt đầu họ chơi lại rồi, họ vào cuộc lại rồi, thì dường như là đứng cái chất là Bitcoin mình không nói. Nhưng mà cái xếp sau là không phải Ethereum anh em, mà xếp sau là ai? Đó chính là cái đồng coin mà mình đã nhắc trong tuần trước, mà dường như là mình đã giống kiểu là mình không phải first đó, nhưng mà
Tại vì là nó đã có quá nhiều cái sự cố trong thời gian gần đây nên nó cũng khiến các nhà đầu tư hoang mang thôi. Nhưng mà dường như là các tổ chức vẫn tin vào nó, đó chính là đồng Solana anh em. Đó thì trong tuần này các tổ chức đã đổ dường như là trong một khoảng là 190 mấy triệu đô đó mình vừa đề cập. Thì đây mình có đề cập rõ ràng cho anh em ở đây, đó chính là Bitcoin là dường như là chảy vào 97 triệu đô, nhưng xếp thứ hai đó chính là về Sol ha, chứ không phải là về Ethereum. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu cho anh em thấy rằng à, chúng ta nên lựa chọn những anh coin nào, chúng ta nên bơi theo thuyền của những ông lớn như thế nào. Đó thì đây cũng là một cái thông tin khá là quan trọng mà mình muốn gửi đến cho anh em. Và rồi một cái thông tin thứ hai mà nó không liên quan mấy về cái giá Bitcoin, nó cũng không liên quan mấy về cái sức tăng trưởng của những cái đồng altcoin khác, mà cái sự kiện này mình cho rằng là nó dường như là một cái sự kiện tâm điểm trong tuần này, đó chính là về cái cầu nối Ronin ha, cái cầu nối Ronin của Axie Infinity, một cái tựa game play to earn mà rất là đình đám, nếu không muốn nói là đây là một cái tựa game play to earn số 1 thế giới hiện tại ha, và cũng là một cái niềm tự hào của Việt Nam nữa. Thì cái cầu nối Ronin đó anh em, thì trong giữa tuần này thì dường như là đây là một cái thông tin khá là buồn, tại vì là cái cầu nối này nó lại bị hack tới khoảng là hơn 600 triệu đô cơ, và cụ thể là 622 triệu đô. Và dường như là cái vụ hack này là một cái vụ hack nghiêm trọng nhất trong lịch sử luôn anh em, tại vì nếu mà chúng ta trong năm 2021 chúng ta có một cái vụ hack đó chính là về Poly Network thì nó cũng tầm khoảng là 600 triệu đô mà thôi, nhưng mà cái sự kiện hack của Activity này nó lại còn lớn hơn thế. Thì ở đây mình có những cái hình ảnh mà mình đã làm để cho anh em có thể theo dõi được là cái tổng giá trị bị hack đó trong cái lịch sử của ngành crypto là nó nghiêm trọng như thế nào. Thì đến thời điểm hiện tại thì cái cầu nối Ronin này thì nó đã phải chịu một cái sự tổn thất rất là lớn, và lớn nhất trong lịch sử luôn, nó còn hơn cả Poly Network, hơn cả những cái sự kiện đình đám khác trong lịch sử nữa ha. Và cái diễn biến của cái vụ hack này là sao? Thì cái diễn biến của cái vụ hack này á, thì không phải là nó xảy ra trong tuần này anh em, mà nó xảy ra trong tuần trước rồi đó. Nhưng mà cho đến tuần này á, thì một số người dùng họ mới cảm thấy là họ không có rút tiền được từ cái cầu nối này, nên là họ mới báo lên. Thì dường như là sau khi mà gặp được những cái phản hồi của người dùng như vậy, thì bên phía của đội Ronin thì họ mới chính thức họ công bố là ok, chúng tôi đã bị hack như vậy đó. Nhưng mà cái sự kiện này đó thì nó lại liên quan khá là mật thiết đối với cái sức quản lý, cũng giống như là những cái vấn đề về mặt kỹ thuật của đội ngũ của bên XCDD, và cũng phải đó chính là Scamavis. Thì Scamavis thì anh em biết đó chính là một cái nhà phát triển của cái đơn vị phát triển chính của XCDD. Thì tổng quan ra sao, tức là bây giờ người dùng mà họ muốn dùng cái Ronin này, họ rút tiền ra, họ làm bất kỳ một cái thao tác gì trên đây đó, thì họ phải được chấp thuận bởi 5/9 nốt của cái sàn Ronin này, đúng không? Đó, nhưng mà không hiểu vì sao nha, anh em biết á, không hiểu vì sao mà cái hacker này á lại có thể đánh sập cùng lúc cả 5 nốt anh em. Mà một cái sàn chain lớn như là Ronin. Đó, một cái sàn chain mà từng đã là vượt qua cả về cái khối lượng giao dịch ở trên Ethereum, đánh bại cả những cái cầu nối khác như là của Alphax, như là của Near, như là của bất kỳ một cái blockchain nền tảng nào khác luôn. Nếu mà anh em có theo dõi những cái video cập nhật của mình thì đã từng có thời điểm Ronin đã leo lên top 1 rồi anh em, thậm chí còn vượt qua cả tất cả những cái đối thủ khác của Ethereum nữa. Đó thì anh em biết luôn nó lớn cỡ nào đúng không? Nhưng mà không hiểu tại sao á, đó, nhưng mà không hiểu, mình cũng không hiểu tại sao mà hacker này tự nhiên, anh em biết á, đây là một 5 nốt chứ không phải là 5 mớ rau hay là 5 miếng thịt anh em, đó chính là 5 nốt đó, mà cụ thể đó chính là 4 nốt do Scamavis và 1 nốt của XDAO. Thì hacker này đã đánh sập 5 nốt, tại vì nếu mà phải cần có sự đồng thuận của 5 nốt thì anh em mới có thể mình thực hiện bất kỳ một cái thao tác, một cái giao dịch nào trên đây, đúng không? Mà hacker này ổng đánh sập 5 cái luôn. Mà cái việc đánh sập như vậy không phải là dễ anh em, tại vì đó là 5 nốt của một cầu nối, mà cầu nối này là một cầu nối Ronin rất là lớn đó. Và đội ngũ phát triển ở đằng sau cái cầu nối này, đội ngũ phát triển của Scamavis, đội ngũ phát triển của AxieInfinity đó, thì chúng ta đó là một cái câu chuyện mà rất là khó khăn để mà chúng ta có thể làm được, đúng không? Đó thì ở đây á, thì nó sẽ có hai cái trường hợp ở đây. Thì thứ nhất là đây là một cái hacker quá là giỏi, còn thứ hai chúng ta phải xét về vấn đề là thực sự là cái vấn đề quản lý và những vấn đề điều hành cũng là về mặt kỹ thuật của bên phía Axie Infinity đang bị vấn đề thực sự, mới có thể khiến cho hacker có thể xâm nhập vào cả 5 nốt và chấp thuận giao dịch và có thể bỏ rút tiền của bên phía Ronin như vậy đó anh em. Thì á,
cái vụ hack này á, nó đã gì nó đã bỏ lúc đi 622 triệu USD, và nó được chia ra ví dụ nó chia là trong 622 triệu đó thì nó có cả USDC, nó có cả ETH. Thì khi mà hacker này đã hack vào được rồi thì tự nhiên là ông này ổng lại lấy tiền đó để ổng đem lên những cái sàn giao dịch, cũng giống như là những cái nền tảng, những cái app khác như là multi-chain hoặc là những cái DEX khác để mà ổng xả ra. Thì ngay khi mà cái sự kiện này mà nó nổ ra đó, thì bên phía những sàn giao dịch cũng giống như là bên phía những cái nền tảng khác thì họ cũng đã lao vào để mà họ hỗ trợ rồi. Thì nếu mà có bất kỳ vấn đề gì và có bất kỳ những cái dấu hiệu nào thì họ cũng sẽ ngăn chặn những cái giao dịch đó để mà khiến cho hacker không thể nào mà thả tất cả những cái token này ra được. Thì chúng ta cũng phải hy vọng rằng là cái vụ này nó cũng sẽ sớm thôi, và hacker sẽ trả lại cái số tiền đó cho nhà đầu tư. Nó cũng giống như cái vụ mà của Polynetwork với anh em, tại vì cái số tiền này thật sự là nó rất là lớn anh em. Nó không phải là vài triệu đô, nó không phải là vài chục triệu đô, mà nó lên tới khoảng là gần 1 tỷ đô. Ở đây là 622 triệu, thì cái vấn đề mà xảy ra chắc chắn sẽ là một cái vấn đề rất là thách thức nữa đối với hacker nữa. Thì mình hy vọng đó, thì mình cũng mới vừa nói là mình hy vọng rằng là hacker cũng sẽ có một kiến thức trên tờ nào đó để mà có thể trả lại, nếu mà dư thừa hơn là trả lại toàn bộ số tiền này cho những nhà đầu tư đã bị tấn công trong cái vụ này, giống như là cái vụ của Polynetwork vậy đó. Thì sau khi mà cái vụ này, cái vụ hack của bên XT nổ ra đó nè, thì bên cái XT đó là cái phiên bản mới của XT Fidelity, đó chính là Origin đó. Thì anh em cũng biết là Origin thì nói một cách đơn giản là đây là một cái version mới của XT để thay đổi về, thứ nhất là về mặt hình ảnh, về mặt diện mạo, cũng giống như là cái tính năng khác của trong trò chơi, của trong cái trò chơi XT này, để mà có thể khiến chúng ta có thể đổi mới hơn, có thể thu hút được nhiều cái người chơi hơn đó. Thì dự kiến đó là Axie đó sẽ được triển khai vào tháng 3 đúng không, vào hôm nay luôn đó. Nhưng mà tại vì cái bộ hack đó nên nên cái phiên bản Origin này sẽ bị trì hoãn lại ở tầm khoảng một tuần, và có lẽ vào đầu tuần sau hoặc là tới có phải là ngày 10 tháng 4 thì anh em sẽ được chính thức có thể trải nghiệm cái phiên bản Origin này của Axie. Và sau khi cái vụ hack này xảy ra đó anh em, thì bên phía CEO của bên XT đó thì ông cũng đã đăng đàn để mà xin lỗi cộng đồng nhà đầu tư rồi. Thì mình cho rằng đây là một cái hành động khá là thuyết phục của bên phía đội XT, và ông cũng thừa nhận là đây là một lỗi cá nhân của bên phía đội phát triển dự án. Và dường như là những cái lỗi này là nó đã tồn tại khá là lâu rồi anh em, chứ nó không phải là những cái lỗi mà nó mới vừa phát sinh hay sau đó. Thì về cách giải quyết vấn đề là gì thì ông sẽ nâng cái tổng số player lên để mà có thể tạo thêm nhiều cái lớp hơn nữa để mà tránh những cái sự cố nó liên quan đến những cái vụ hack này có thể xảy ra trong tương lai nữa. Tại vì là một cái sidechain lớn như vậy mà chỉ có 9 node thôi, và chỉ cần trong 9 node đó mà có sự đồng thuận của 5 node thì chắc chắn là sẽ được thực hiện bất kỳ một cái thao tác nào đó mà lớn như vậy, thì chắc chắn là ok, nếu mà số lượng nó bạn ít thì nó phải chất lượng đúng không. Nhưng mà đằng này thì hacker đã chiếm đoạt cả 5 nốt và có thể vào mà rút thẳng 622 triệu đô, thì cái vấn đề này cái vấn đề cần phải xem lại, và chính đội của XT họ cũng đã thừa nhận rồi. Thì và cái điều này nó có ảnh hưởng tới cái thị trường, mà cái lĩnh vực ở đây mình đang muốn nói chính là lĩnh vực Layer 2 hay không, thì tự nhiên là nó sẽ là có đây nè. Tức là sau cái vụ hack này thì mình nghĩ rằng là XT không chỉ riêng về Axie đâu, mà những cái tựa game play to earn hay là cái xu hướng play to earn đó vốn mà nó đã rất bùng nổ trong năm qua, thì dường như nó cũng sẽ bị tổn hại rất là nhiều về mặt niềm tin cũng như là về mặt danh tiếng đối với các nhà đầu tư. Và dường như là nếu mà sau này Axie hoặc là những cái dự án khác mà họ bắt đầu có những cái bước phát triển để mà củng cố niềm tin nhà đầu tư, thì mình nghĩ ra cái chuyện này nó cũng sẽ là một cái sự cố giống như là những cái sự cố khác mà chúng ta hay thường thấy ở trong lĩnh vực DeFi, sau đó họ khắc phục và họ sẽ càng phát triển hơn nữa mà thôi. Nhưng mà nó sẽ mất một cái thời gian, mình nghĩ rằng nó cũng khá là lâu chứ nó không có nhanh đâu anh em đó. Và dĩ nhiên rồi, khi mà những cái xu hướng play to earn do XT dẫn đầu mà họ cũng bị như vậy, thì cái dự án con sau thì nhà đầu tư họ sẽ nghĩ như thế nào nữa đúng không? Tại vì cái đó là về mặt tâm lý nhà đầu tư rồi, họ không phải là những người dev, họ cũng không phải là những nhà phát triển, nên là những cái khó khăn, những cái thách thức ở phía đằng sau đó thì họ dĩ nhiên họ không có thể là họ hiểu được đó. Thì cái đó là mình nghĩ rằng là cũng phải cho Axie một khoảng thời gian để cho họ có thể lấy lại niềm tin cộng đồng, cũng giống như là xây dựng lại một cái xu hướng play to earn để mà có thể củng cố lại cái vị thế của mình ở trên thị trường hoa anh em. Rồi, và ok, và chúng ta và
cùng với đó là khi mà cái xu hướng play to earn này, tự nhiên cái vụ án này nó mới vừa xảy ra luôn, thì như mình mới vừa nói đó, thì cũng như là nhà đầu tư họ sẽ giống kiểu là họ sẽ bắt đầu họ đi tìm những cái mới hơn, và cái mặt hưởng lợi ở đây chính là ai, đó chính là cái dự step, và chủ yếu là cái đồng GMT này anh em. Thì hôm qua anh em cũng thấy á, là step chính là một cái dự án mà giống như kiểu là đang cực kỳ FOMO vào thời điểm hiện tại luôn, khi mà đã ít 220 lần về giá của IDO rồi. Và Step là một cái dự án ở trên binance launchpad anh em. Thì anh em thấy đó là ngày hôm qua là Step nó đã bơm rất là cái 2 đô đó, thì đã có rất nhiều người họ bay vào họ FOMO và họ nói là có nên vào những cái dự án này hay không. Thì cũng thông qua video này thì mình cũng chia sẻ từ trong tận đáy lòng rằng đối với những cái dự án này mình không đánh giá là nó tốt hay nó xấu nha anh em. Nhưng mà đối với những cái dự án như thế này, khi mà giá đã bay một cách rất là cao như vậy rồi, anh em cũng hãy nên dè chừng để mà mình kiềm hãm lại cái cái độ FOMO trong người mình, để mà mình phải đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Tại vì nếu mà xét trên mô hình thì Step thì nó không phải là mô hình play to earn nha anh em, mà Step đó giống như kiểu là nó là một cái mô hình cắt tiến, nó là một cái mô hình cải tiến hơn của play to earn. Đó là một cái mô hình giống như kiểu là move to earn, mình có thể nói là như vậy đi. Đó, nó cải tiến một tí và nó độc đáo hơn, nó khiến cho người dùng trở nên là chúng ta chạy bộ, chúng ta cải thiện sức khỏe để mà chúng ta kiếm tiền. Đó, chứ không phải là chúng ta ngồi chơi, chúng ta trải nghiệm như mô hình play to earn nữa. Thì đó là tại sao mình dùng cái từ là cải tiến còn hiện đại hơn là như vậy đó. Thì giống như là cái dạng Step này thì mình nghĩ rằng là nó cũng khá là hay và nó cũng mở ra được nhiều cái xu hướng mới có thể trong thị trường, và mình cũng mới vừa nảy ra một cái ý tưởng này thôi. Thì hiện tại bây giờ chúng ta có Step, chúng ta có chạy bộ để mà chúng ta kiếm tiền đúng không? Chúng ta mua giày, chúng ta mua Sol, chúng ta vào chúng xong rồi sau rồi đó chúng ta mua giày để mà chúng ta chạy một ngày bao nhiêu đó, thì chúng ta sẽ được hưởng những cái đồng đó, những cái reward từ cái dự án này đó ha. Thì trong tương lai có thể là sẽ có những cái dự án mà nó có thể nó đi theo những cái mô hình như thế này, nhưng mà nó không phải là move to earn nữa, mà nó có thể là eat to earn thì sao, là giống kiểu là mình ăn để mình kiếm tiền á. Tại vì anh em biết ở đây mình cũng xin chia sẻ một tí quen được cá nhân mà thôi, để cho biết đâu mà sau này khi mà những cái dự án nó ra mà mình đúng đó, thì anh em vào sớm thì chúng ta vẫn có thể có một chút lợi nhuận gì trong đó thì sao, đúng không? Thì dựa vào cái mô hình này thì mình đoán sau này nó sẽ có những mô hình như là eat to earn, chẳng hạn như là chúng ta ăn để mà chúng ta kiếm tiền anh em. Vì thực tế bây giờ anh em dùng những cái app, thì giống như cái app chạy bộ hoặc là cái app đo calo ăn hàng ngày á, anh em ăn những cái món mà giống như nó quá dầu mỡ nè, nó quá nhiều đường hay sao đó, thì thông qua ví dụ mà sau này sẽ có những cái dự án họ làm về những cái app ăn uống đó, thì khi mà anh em ăn, anh em đưa ra trên điện thoại để mà cái app đó nó chụp lại cho anh em đúng không, nhưng mà nó biết cái món là cái món gì, có bao nhiêu calo trong đó. Nó có chiên xào dầu mỡ hay không, một ngày anh em ăn 3 bữa như vậy đúng không, thì mỗi lần anh em ăn anh em đưa vô cái app đó thì nó sẽ ghi lại những cái điểm tốt và chưa tốt của những cái món ăn đó. Và nếu anh em thực sự ít ly lên, anh em thực sự ăn uống nó sạch sẽ, ăn uống nó khoa học và ăn uống nó tốt cho bản thân, thì giống kiểu là trong một ngày đó thì anh em sẽ kiếm được bao nhiêu từ cái reward từ những cái dự án đó chẳng hạn, đúng không? Thì đó là ăn để kiếm tiền, hoặc là chúng ta nâng tạ để kiếm tiền chẳng hạn, hoặc là thông qua những cái bài đó anh em ghi lại cái video rồi anh em gửi qua hay sao đó. Nói chung nó sẽ có rất rất nhiều cái mô hình mà mình nghĩ là trong tương lai cái mảng này nó có thể khai thác được đó, và nó rất là hay. Nhưng mà về mặt mà những anh em trader, những anh em hold lâu dài, thì mình nghĩ là vào thời điểm này chúng ta mình sẽ nói thẳng thắn là chúng ta không nên vào những cái điểm nó FOMO như thế này nữa anh em. Chứ ở đây mình không nói là đây là một dự án tồi hoặc đây là một dự án dỏm nha anh em phải hiểu được cái ý của mình đó. Mình đi xét trên cái cạnh là chúng ta trade và chúng ta vào để mà chúng ta mua bán có lợi nhuận mà thôi ha. Rồi, và một cái thông tin tốt tiếp theo mà mình muốn gửi cho anh em là cũng trong tuần này luôn, thì đã quá lâu rồi chúng ta không thấy MicroStrategy thực hiện bất kỳ một cái động thái nào để mà mua thêm Bitcoin nữa. Nhưng mà cũng trong tuần này luôn chúng ta cũng đã có một cái thông tin mới về phía bên MicroStrategy, đó chính là một cái công ty con của MicroStrategy và CEO Michael Saylor anh em. Đó chính là công ty MicroStrategy. Thì MicroStrategy đã thực hiện một cái khoản vay mà ở đây là 205 triệu USD từ ngân hàng Silverbank đó. Thì anh em biết các cái ngân hàng Silverbank này là cái ngân hàng mà đã thực hiện cái thương vụ mua lại cái dự án stablecoin của Facebook đó anh em. Thì MicroStrategy là cũng đã vừa hoàn tất một cái thương vụ vay lại tiền của Silverbank để mà có thể mua thêm Bitcoin đó, để mà có thể mua thêm Bitcoin. Thì anh em biết rằng là ok, thì
Microsoft thì vẫn là như vậy thôi. Ông vẫn thực hiện đúng như cái chiến lược mà ông đã đề ra tầm khoảng đầu năm 2022, là trong năm nay đó anh em, mặc bất chấp giá Bitcoin có như thế nào, đi lên đi xuống, có đâm hay bơm cái như thế nào nữa, thì MicroStrategy vẫn sẽ tận dụng mọi cơ hội và mọi biện pháp để có thể mua và tích lũy thêm Bitcoin mà thôi. À, nhưng mà một cái yếu tố tâm linh mà mình cũng xin chia sẻ anh em là mỗi lần MicroStrategy mua Bitcoin á, thì ngay thì ngay lập tức khoảng mấy ngày sau hoặc là một tuần sau là Bitcoin nó đâm đó. Như vậy nếu và ngay chính mình cũng vậy, mỗi lần mình làm video thì ngay sau đó Bitcoin nó cũng đâm luôn. Nhưng mà may mắn sao thì cái video tuần trước khi mình làm xong thì Bitcoin nó lại leo lên cái mức cao nhất ở trong năm nay, thì mình hy vọng là video này cũng vậy. Và nếu sau video này mà Bitcoin có đâm thì có thể anh cũng đừng có mắng mình, cũng đừng có đổ lỗi cho mình nhé, tại vì đây là nó thuộc về cái phạm trù yếu tố tâm linh rồi, không thể nào mình đoán trước được đâu anh em. Vậy thì điểm qua một số như vậy thì chúng ta hãy đi tới những cái thông tin tích cực khác mà nó ở trên một cái phương diện khác, phương diện là vĩ mô, đó chính là về mặt pháp lý anh em. Nhưng mà tình hình pháp lý tại Mỹ á, thì nó vẫn đang khá là rắc rối, và cụ thể ở đây thì đây là một tin không tốt tí nào, và nếu mình không muốn nói là đây là một tin rất xấu. Và một tin rất xấu này là nó ảnh hưởng tới đâu, nó ảnh hưởng tới thị trường DeFi anh em. Tại vì á, và đây cũng là một cái thông tin mà đối với cá nhân mình là mình cũng khá là bất ngờ nữa. Tại vì là trong tuần qua thì SEC đã công bố một cái đề xuất mới mà nhắm thẳng vào thị trường DeFi anh em. Tức là SEC đã mở ra một cái định nghĩa những cái đại lý môi giới tiền mã hóa đó, thì bao gồm những cái người mà sử dụng công nghệ giao dịch tự động, chính là về việc AMM đó anh em. Đó, anh em và những cái người mà cung cấp thanh khoản trên thị trường nữa. Thì tại sao SEC lại đề cập cái vấn đề này? Thì dĩ nhiên là chỉ có những người cung cấp thanh khoản trên thị trường và giao dịch tự động AMM là thuộc về DEX, thuộc về DeFi thôi đúng không? Đó, và SEC nói là thông qua cái đề xuất mới này thì tất cả những nhà tạo lập thị trường tự động và AMM và những nhà cung cấp thanh khoản có tổng tài sản hơn $50 triệu là phải chịu sự quản lý của SEC và phải bắt đăng ký luôn. Và nếu mà không đăng ký thì anh em biết cái việc mà một cái tổ chức mà đã thuộc một cái quy định nào đó mà lại không đăng ký thì đây được xem như là một cái trọng tội anh em, một cái trọng tội đối với cái luật chứng khoán ở Mỹ luôn á anh em, và chắc chắn là sẽ bị trừng phạt đó. Và cái việc này đó thì nó lại dán một cái đòn cực kỳ nặng nữa vào cái thị trường DeFi. Và mình nghĩ rằng là cái hành động này á là SEC sẽ làm thôi, nhưng mà nó không nhanh đến như vậy, bởi vì là trong năm 2021 đó thì anh em biết á, sàn Uniswap này anh em, sàn Uniswap này, rồi những cái sản phẩm lending crypto của bên phía Coinbase này, và thậm chí những cái công ty tiền mã hóa về DeFi, hoặc thậm chí về nói chung luôn á, là SEC cũng đã cảnh cáo rồi, SEC tiến hành điều tra và SEC nói là mấy ông muốn làm việc cho nó chỉnh chu á mà nó không có gặp bất kỳ cái rào cản nào thì mấy ông phải đến gặp tôi để mà mấy ông đăng ký đó. Thì đã ra một cái tối hậu thư như vậy rồi, kết hợp cùng với cái tuyên bố mới đây của chủ tịch SEC Gary Gensler nữa anh em. Đó, ông nói rằng là thông qua cái mệnh lệnh hành pháp quyết tục của tổng thống Joe Biden đó thì ông lại càng muốn răn đe thị trường hơn nữa đó. Và đây chính là đến ngày hôm nay thì SEC đã công bố một cái đề xuất này nhắm thẳng vào thị trường DeFi. Thì đây là một cái hành động rất là âm thầm của SEC luôn, và mình cũng khá là bất ngờ với cái thông tin này đó. Thì đã cũng có rất nhiều chuyên gia họ vào cuộc, họ nói rằng là nếu mà SEC triển khai cái đề xuất này thì chẳng khác nào là SEC đang giết chết cái nền công nghệ hiện tại đó đẹp, và thị trường DeFi đó chắc chắn là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tại vì tất cả những cái nội dung trong cái đề xuất này đều đề cập đến DeFi mà anh em đó. Và thậm chí có nhiều chuyên gia họ nói rằng là cái đề xuất này nó không có phải là SEC đang muốn quản lý hay SEC đang muốn những công ty DeFi đăng ký với mình hay sao đó cả, mà cái đề xuất này chẳng qua đó chỉ là một cái lệnh cấm trá hình đó anh em, hiểu không? Tức là bây giờ tôi đưa ra như vậy, ông làm hay không làm được thôi, nhưng mà thực chất là SEC đã cấm rồi nên đó, và đã muốn vả thẳng mặt DeFi rồi. Thì cái điều này mình cho rằng là nó khá là nghiêm trọng đối với thị trường DeFi. Và nếu chúng ta xét trên cái diễn biến tình hình chung đi thì anh em thấy đó, từ cái vụ hack của bên phía Rune đúng không, thì chúng ta nhìn lại những cái vụ tấn công nghiêm trọng nhất lịch sử ngành crypto này thì sẽ chiếm 1/2 là về cái lĩnh vực DeFi rồi đúng không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là vào thời điểm hiện tại thì thị trường DeFi á hiện giờ nó đang khá là bay chìm bay nổi anh em đó, nó không có giống như những cái trend khác trên thị trường. Tại vì là sau cái tuyên bố ra đi của Andrew Grancher đó anh em biết không, là bố già DeFi thì thị trường DeFi dường như là bắt đầu nó chìm hẳn luôn, nó cứ sập sình như vậy, nó chẳng có một cái gì cả đó. Mặc dù là có những cái ông lớn đầu ngành DeFi, như là chúng ta có những cái bản cập nhật của
của AV là cái giao thức landing AV ở bên Ethereum đó anh em, đã triển khai V3, hoặc là chúng ta có Genosis, là chúng ta có những cái giao thức DeFi khác họ vẫn hoạt động như vậy, nhưng mà vẫn không thể nào mà kéo lại cái trend DeFi được anh em đó. Và thậm chí anh em biết là những cái nền tảng mạnh, những cái nền tảng mạnh như là về AVAX, là về Stone hoặc là về Hedera, là họ cũng tung ra những cái chuỗi phát triển để mà họ tập trung vào cái lĩnh vực DeFi á, nhưng mà vẫn không thể nào mà có thể vực dậy được cái niềm tin của nhà đầu tư về cái lĩnh vực này nữa. Nhưng mà nó ở đây không phải là mình đang nói là cái lĩnh vực DeFi nó sẽ chết hoặc là nó sẽ không có trở lại nữa đó, nhưng mà mình hy vọng rằng là nó cũng sẽ trở lại sớm thôi, và mình tin vào điều đó. Tại vì nếu mà anh em nhìn đấy, những cái nền tảng Layer 1 hiện tại ấy, như là mình vừa đề cập đó, như là Near, AVAX, Ethereum hay là Cardano, Polkadot gì đó, thì hầu như là họ vẫn đang chủ yếu tập trung vào mảng DeFi anh em. Tại vì anh em hiểu trong một cái hệ sinh thái nó sẽ có gì? Nó sẽ có DeFi, nó sẽ có cơ sở hạ tầng, nó sẽ có NFT, nó sẽ có Metaverse, nó sẽ có rất nhiều những cái mảng khác. Nhưng mà hầu như những cái nền tảng blockchain Layer 1 đó thì dường như là cái thị phần họ tập trung lớn nhất vẫn là DeFi, và họ vẫn rất tích cực để phát triển DeFi. Tại vì DeFi nó được xem như là một cái hạt nhân cốt lõi ở trong cái thị trường này rồi đó, và nó được xem như là một cái cách tiến về mặt công nghệ, cách tiến về mặt tài chính có thể giúp thay đổi được cái hệ thống tài chính truyền thống, anh em hiểu không đó. Vì thế nên là mình nghĩ rằng là cái sự nỗ lực của những nền tảng blockchain Layer 1 bây giờ họ vẫn đang tích cực để mà họ nỗ lực xây dựng cái thị trường DeFi của riêng họ, và vẫn đang có nhiều cái nền tảng mới khác được đưa ra để làm về cái mảng này đó. Mặc dù đang gặp những cái khó khăn, những cái trì trệ hiện tại, nhưng mình tin rằng á sẽ đến một lúc nào đó những cái nỗ lực đó sẽ được đền đáp thôi, và DeFi sẽ trở lại, thì khi thị trường trở nên tươi sáng hơn nữa anh em. Chứ ở đây mình không phải nói là DeFi sẽ chết hay gì đó, nên anh em đừng hiểu nhầm ý mình. Mà cái này mình đang nói hiện tại là DeFi đang giống như là bị lỏng kìm hai đầu, cho nên nhà đầu tư lại không quá mặn mà với cái lĩnh vực này nữa sau hàng loạt sự cố rồi cái vụ hack liên tục xảy ra như vậy đó. Cái thứ hai là về mặt pháp lý thì như mình cũng đã nói, xác bây giờ đã tấn công vào DeFi rồi đó, giống kiểu là đang bị vả cho tới tấp luôn em, nên là không thể nào mà ngừng được vào cái này nữa rồi ha. Rồi chúng ta hãy đề cập một tí qua cái thương hiệu on-chain đi, mà mình cho rằng cũng khá là hay ha. Thì anh em biết là trong tuần này cái dữ liệu on-chain đầu tiên mà mình muốn gửi đến cho anh em đó chính là về cái việc mà cái chỉ số Bitcoin YOY. Thì cái Bitcoin YOY này, thì cái YOY này chính là một chỉ số tăng trưởng theo từng năm, và mình dựa vào cái chỉ số này để mình biết được rằng là cái mặt hàng đó, cái công ty đó, cái tổ chức đó qua từng năm nó tăng trưởng như thế nào, nó đang theo một cái chiều hướng gì, tăng lên hay là giảm xuống ha anh em. Thì ở đây ngay tại thời điểm này đó anh em, thì cái chỉ số Bitcoin YOY này nó đã đi vào cái vùng tiêu cực rồi. Mà thông thường anh em thấy đây là cái đường màu xanh này là cái đường giá của Bitcoin nè, và cái YOY là những cái đường đỏ này ha anh em, đó những cái đường đỏ theo từng năm này nè, đó mình gác theo từng năm này. Thì ngay tại hiện tại thì nó đã đi vào cái vùng tiêu cực rồi, và anh em thấy cứ mỗi khi mà đi vào những cái vùng tiêu cực này đó thì dường như là giá Bitcoin đang đạt ở cái mức deep, tức là đang đạt ở cái mức đáy vào cái thời điểm đó, và sau đó Bitcoin sẽ bắt đầu di chuyển một cách ấn tượng hơn và tăng trưởng, cũng như là phục hồi cái đỉnh cũ đã lập ở trước đây và bắt đầu đi lên lập một cái đỉnh mới. Thì đây cũng là một cái tín hiệu khác mà mình cho rằng cũng khá là tích cực để mà có thể ủng hộ cho cái xu hướng lấy lại cái đà phục hồi hiện tại của Bitcoin, và có thể phá cái đỉnh 69.000 đô cho năm nay đó, anh em thấy không đó. Cái chỉ số này bây giờ hiện tại là nó đã đi vào một những cái vùng tiêu cực như thế này rồi, thì đây cũng là một cái tín hiệu khá là tốt ha anh em. Rồi nhưng mà chúng ta xét về cái yếu tố về mặt thợ đào đó anh em, thì đó là một cái điểm khá là tiêu cực ha anh em. Tại vì anh em biết là bắt đầu từ tháng 1, tháng 2 là thợ đào tích lũy, mình cũng đã đưa tin rồi đúng không? Nhưng mà cho đến giai đoạn mà cuối tháng 2 đó là thợ đào họ đã bắt đầu hình thành cái động thái bán rồi đó. Nhưng mà cho đến hiện tại thì vào ngày hôm nay nè, đó thì vào ngày hôm nay thì bên phía CryptoCoin anh em thì họ cũng đã nói rằng là cái chỉ số vị thế của thợ đào thì hiện tại là nó đã lập ATH ở trong cái năm 2022 này rồi, và nó tương tự như vào cái thời điểm mà tháng 3 đây, để mình sử dụng cái biểu đồ này, và nó tương tự như là cái thời điểm vào tháng 1 năm 2021 ha.
tháng 1, tháng 2 năm 2021 nè. Thì cái chỉ số này nó cho ta thấy điều gì anh em? Cái chỉ số này á, thì thường thường nó cho ta thấy được cái tâm lý và cái hành động của thợ đào. Khi mà anh em thấy á, cái chỉ số này nó tăng đột biến lên, tức là thợ đào bây giờ đang rất là nôn bán rồi. Họ đang rất là nôn bán chứ họ không phải tích lũy nha. Đây mới chính là cái giai đoạn tích lũy nè anh em. Đó, đây mới chính là cái giai đoạn tích lũy nè. Và anh em thấy á, mỗi khi cái chỉ số này á, mà nó vượt đó, nó vượt trên không và thậm chí nó vượt trên năm như vậy, thì Bitcoin của chúng ta đã khá là trì trệ. Đó, ở đây anh em thấy là từ năm 2019 cho tới năm 2020 thì cái chỉ số này nó luôn luôn cao như vậy. Và chúng ta đã phải chứng kiến một cái mùa đông crypto ở trong cái khoảng như thế này ha. Và cho đến khoảng tháng 1 và tháng 2 năm 2021 thì ngay khi anh em thấy không, ngay khi nó trồi lên như vậy và nó sụp xuống và nó lại tiếp tục nó tăng lên trùng với cái đợt như thế này, thì Bitcoin đã có một cái cú điều chỉnh từ 48.000 đô từ tầm khoảng 45.000 đó, điều chỉnh như vậy. Nhưng mà đây là một cái trường hợp mà mình cho rằng nó cũng khá là khác biệt nha anh em, tại vì đây là một cái trường hợp ở trong giai đoạn uptrend đó. Anh em thấy khi mà tâm lý thợ đào đó nó đã đạt một cái vùng tiêu cực như vậy rồi, nhưng mà khi mà bước vào một cái giai đoạn ngoài uptrend như thế này thì nó vẫn cứ tiếp tục tăng mà thôi. Nó không giống như những cái bức tranh trong cái chu kỳ downtrend vào năm 2018 và năm 2019. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì tự nhiên nó đang, khi mà thợ đào họ đang tích lũy như thế này, cái tâm lý của họ đang dần có những cái chiều hướng nó chưa có tiêu cực như thế này, và đột nhiên là ATH ngay tại thời điểm này luôn, thì chúng ta cũng phải xuất hiện một số lo ngại ha. Nhưng mà trong quá khứ nó cũng đã có những cái bức tranh tương tự rồi, và trong quá khứ nó cũng đã có những cái trường hợp khác biệt rồi đó. Và cái việc mà chỉ số này đột nhiên nó dồn lên như vậy thì cũng cho thấy là bây giờ chúng ta xét về tình hình hiện tại thì chúng ta cũng nên đừng có quá tiêu cực, nhưng mà cũng phải luôn thận trọng. Đó là cái chia sẻ của mình muốn gửi đến cho anh em. Chúng ta hãy đừng nên quá tiêu cực, nhưng mà hãy cực kỳ thận trọng vào thời điểm này khi mà xét về cái số lượng, cái tâm lý của thợ đào, cái chỉ số, cái vị thế của thợ đào đang thực hiện tại thời điểm hiện tại. Thì cái điều này là cái điều mà mình, cái điều cũng khá là dễ hiểu thôi anh em, khi mà mình nhìn vào cái độ khó khai thác của thợ đào, cái độ khó khai thác của thợ đào thì anh em thấy đó, thì tính tới ngày hôm nay thì cái độ khó khai thác của thợ đào nó đã lập cái ATH mới rồi anh em. Đó, mà khi cái độ khó khai thác như vậy mà mọi người tranh nhau khai thác thì dĩ nhiên là cái revenue nó sẽ bị rớt xuống rất là nhiều. Cái revenue ở đây tức là gì? Tức là cái lợi nhuận khai thác của thợ đào đó anh em. Đó, nó cứ liên tục nó rớt xuống là anh em thấy không? Nó liên tục nó rớt xuống mà nó không ngóc đầu lên được luôn. Đó, và dĩ nhiên thôi, khi mà cái độ khó khai thác nó càng cao, nó là ATH như vậy, trong 3 năm như vậy, thì cái lợi nhuận của các thợ đào đem về nó không có còn nhiều nữa. Nhưng mà họ vẫn còn phải trang trải những cái vấn đề khác, như là gì? Như là về thiết bị khai thác, như là tiền điện, như là rất nhiều cái khác nữa, nên là bắt buộc đến một thời điểm nào đó họ phải bán ra mà thôi. Mặc dù chúng ta có thấy một tháng hai họ tích lũy đúng không anh em, nhưng mà chúng ta hãy nên biết là họ tích lũy như vậy để họ mong muốn là ok, tháng 3, tháng 4, tháng sau Bitcoin nó sẽ recover, nó sẽ phục hồi trở lại, nó sẽ bắt đầu nó tăng trưởng mạnh hơn. Nhưng mà bước qua tháng 2, tháng 3 thì chúng ta thấy rằng là Bitcoin nó vẫn cứ nhích lên một tí như vậy thôi, chứ nó không có phải là một cái tín hiệu gì đó nó bùng mạnh, hay là nó không phải là một cái gì đó nó quá là đột biến. Nên vì thế cái sự kỳ vọng và cái tâm lý của cái thị trường nó cũng bị ảnh hưởng anh em, chứ nó không phải là chứ họ không phải là những cái người mà đơn kiểu là hậu lợi như chúng ta, và chúng ta mua chúng ta giữ đó tầm 1 năm 2 năm đúng không? Và kể cả như hôm đời chúng ta nữa thì chúng ta mua ở đó thì chúng ta cũng bị dao động tâm lý rất là nhiều. Chứ chưa nói đến vấn đề thợ đào là họ còn phải bị gánh nặng về chi phí, họ còn phải bị gánh nặng về thiết bị, tiền điện nữa, thì rất là áp lực anh em. Nên vì thế về mặt tâm lý thì chúng ta cũng có thể giải thích được là đó là tại sao khi mà sau 1-2 tháng họ tích lũy như vậy, nhưng mà đến thời điểm này á, cái xu hướng giá của Bitcoin nó lại không như mong muốn của họ, vì thế họ phải chấp nhận họ bán để họ cái chi phí mà thôi. Thì đây là một cái tín hiệu, nó không phải một tín hiệu tích cực nha anh em. Đây là một tín hiệu tiêu cực khác về mặt on-chain. Nhưng mà như mình vừa giải thích thì nó cũng đã có nhiều cái tín hiệu tích cực khác về mặt on-chain cho anh em. Đó, thì song cùng những cái tiêu cực chúng ta phải có những cái tích cực. Thì giống như tuần trước mình cũng đã đưa tin một cái dự đoạn on-chain khác, hiện tại là những cái nguồn dự trữ của Bitcoin trên các sàn giao dịch nó cũng đã giảm dần rồi, nó cũng đã giảm rồi. Mà mặc dù là những cái số lượng khai thác của Bitcoin ra ngoài thì nó là nhiều người nó trên 90% rồi anh em. Và một cái sự kiện ủng hộ giá Bitcoin khác mà mình cho rằng cũng khá là quan trọng chính là về Luna anh em. Thì cái quỹ Luna này á, thì bà CEO của Luna đó là ông DeWall đó, ông nói rằng là ổng và Luna là sẽ mua tầm khoảng là dự định thực hiện mục tiêu là mua khoảng là 10 tỷ đô Bitcoin để có thể tạo ra một cái nguồn dự trữ để mà cho cái đồng stablecoin USD. Tại vì á, cái tham vọng của Luna là sẽ mở rộng cái stablecoin USD sang nhiều cái hệ sinh thái khác, sang nhiều cái blockchain khác nữa, đúng không anh em? Mà nếu
cái nguồn dự trữ của stablecoin USDT mà Bitcoin á, thì chẳng có ai mà lại nghi ngờ rằng là cái này là scam, cái này là không có uy tín cả. Tại vì Bitcoin bây giờ là một cái đồng uy tín nhất thị trường rồi, mà tự nhiên bây giờ stablecoin USDT lại được dự trữ bởi Bitcoin nữa, thì chắc chắn đó là một cái điều quá là tuyệt vời để cho mọi người có thể đổ tiền vào USDT, đổ tiền vào sinh thái của Terra, đúng không? Đó thì vào tuần trước thì Terra là như là mua khoảng là 15.000 Bitcoin chỉ trong vòng 5 ngày thôi anh em, là 1.1 tỷ đó. Nhưng mà tại thời điểm này anh em thấy khoảng 6 giờ trước á, là Terra đã mua thêm khoảng là dường như là 5.000 Bitcoin nữa, thì cái con số này nó rơi vào khoảng là 1,44 tỷ từ 1,1 tỷ vào tuần trước. Hôm nay nó lên tập khoảng là 1,4 tỷ là hơn 300 triệu rồi ha anh em. Và chúng ta có một cái tuyên bố khá là giật mình trong ngày hôm nay luôn, và mình cũng muốn chia sẻ cho anh em một cái tin cuối cùng vậy. Thì CEO Terra sau khi mà ông đã mua rất là nhiều vòng tuyên bố như vậy, thì ông nói là ok, bây giờ ông lật bài ngửa rồi anh em. Ông không có cần nói là dự định 10 tỷ hay sao đó nữa, mà ông nói là ông nói rằng là cái hệ sinh thái Terra và ngay cả Luna và ngay cả ông nữa sẽ trở thành những người mà sở hữu Bitcoin lớn nhất thế giới luôn, ngoài cha đẻ của Bitcoin là Satoshi Nakamoto mà thôi. Đó thì xét trên cái tình hình chung á, thì mình nghĩ là cái tuyên bố này á, là nó cũng không phải là nó không có cơ sở anh em. Tại vì là nếu mà anh em nhìn vào cái mức tăng trưởng của Luna và của stablecoin USDT hiện tại và trong những ngày qua thì nó khá là bùng nổ. Tại vì Luna liên tục lập ATH luôn anh em, và USDT bây giờ cũng đã trở thành một cái stablecoin, bây giờ như là một cái stablecoin cái tập trung lớn nhất trên thị trường rồi. Thì dường như là CEO Dogon và cả đội ngũ Terra thì họ đang có rất là nhiều tiền anh em, nên là cái công cuộc, cái hành trình mà họ thực hiện, họ mua 10 tỷ Bitcoin như vậy thì mình nghĩ là nó cũng khá là đơn giản mà thôi. Quan trọng là họ không phải là họ giống như anh Trịnh Văn Quyết chúng ta mà mua hay xả một lần. Ở đây mình nói vui thôi, nên là anh em cũng đừng có nghĩ bên cạnh này hay gì, nhưng mà mình cũng nói vui để mà cho cái video này trở nên hứng thú mà thôi. Đó, giống như anh Trịnh Văn Quyết của FRC để mà có thể xả một lần hay gì đó. Họ là những người chơi lớn, họ là những người chơi rất là đẳng cấp, nên họ nói 10 tỷ nhưng không phải là họ đùng một cái họ mua 10 tỷ này anh em. Họ phải là thông qua nhiều hình thức gọi vốn, nhiều hình thức gây quỹ, thông qua lợi nhuận gì đó, và họ mua từ từ, đúng không? Họ mua từ từ để tạo một cái mức độ công bằng cho những người chơi trên thị trường hơn, chứ không phải là mua đùng một cái để rồi bung lên để cho các cá mập thay nhau xả lên mặt dân chúng. Thì đó là cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là những đó là đẳng cấp của những tay chơi lớn như thế này. Và tuyên bố là ông sẽ là người trở thành người sở hữu Bitcoin lớn nhất thế giới ngoài Satoshi, thì mình cho rằng là đây là một tuyên bố nói được làm được, chứ không phải là nói để cho vui anh em. Tại vì nếu mà xét trên những cái tổ chức hiện tại đó, thì như mình ở đây gặp thì MicroStrategy thì hiện tại đang giữ khoảng là 125.000 Bitcoin, thì tương đương khoảng là 5,8 tỷ thôi. Mà nếu mà cái tham vọng mà mua 10 tỷ USD thì dĩ nhiên là ông và hệ sinh thái Terra là những người nắm Bitcoin lớn thế giới còn gì. Nhưng mà sẽ không thể nào mà vượt qua ngoài Satoshi được. Tại vì anh em biết là Satoshi thì hình như là theo nhiều nguồn dữ liệu mà mình vừa tổng hợp được á, thì Satoshi là hiện đang giữ khoảng là trên 1 triệu Bitcoin em. Đó, trên 1 triệu Bitcoin. Mà anh em biết á, là vào trong cái giai đoạn mà tháng 10, tháng 11 á, khi mà Bitcoin mà nó tăng trưởng kinh khủng luôn và nó lập ATH là 69.000 đô đó, thì lúc đó ước tính tài sản của Satoshi Nakamoto thì nó rơi vào tầm khoảng là gần 60 tỷ anh em, gần 60 tỷ USD ha. Đó, nó khá là kinh khủng như vậy. Rồi thì đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ cho anh em ở trong ngày hôm nay thôi. Mình cũng cảm ơn anh em mà đã đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian vừa qua ha. Và đây cũng là ngày cuối tháng 3 rồi, và cũng sắp bước qua tháng 4, thì mình xin chúc cho anh em là chúng ta có một cái tháng 4 thật là huy hoàng hơn nữa đối với thị trường này. Mà cũng mong là thị trường của chúng ta bước sang tháng 4 nó cũng sẽ khởi sắc hơn, để mang lại những cái tin vui lớn hơn cho anh em cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam chúng ta ha. Rồi, cảm ơn anh em. Chào anh em nha. Bye bye.